Ở đây đó là một trường. Một trường dạy kinh doanh cho những người khác, cho những người thích giúp đỡ con người khác. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc theo tiếp theo. Đây là tiếp theo chương thứ 5 đúng không ạ? Dạ vâng. Chương thứ 5 trong cuốn sách Dạy con làm giàu. Hôm trước là chúng ta mới đọc được và thảo luận đến một nửa chương 5. Ok, đoàn nhớ chính xác là hôm trước là chúng ta đang đọc đến cái phần này đúng không ạ? Những phần tư khác nhau, những nhà đầu tư khác nhau. Trên thế giới hiện nay, chúng ta nên trở thành những nhà đầu tư. Tuy nhiên, hệ thống trường học lại không dạy chúng ta gì nhiều về đầu tư. Tôi biết một số trường có dạy đầu tư chứng khoán, nhưng phần lớn kiến thức vẫn còn thiếu tính thực tế. Nhiều năm trước, người cha giàu chỉ tôi rằng hầu hết các nhân viên đầu tư vào quỹ hỗ trợ tương hoặc gửi tiết kiệm. Người cha giàu cũng nói bác sĩ là những người đầu tư dở nhất. Ông cũng nói thêm không phải vì ai đó thành công trong góc phần tư nào đó như phần tư người làm công, người làm tư hay chủ doanh nghiệp lớn, người đó cũng sẽ thành công trong phần tư người đầu tư. Người cha giàu cũng chỉ ra rằng những phần tư khác nhau đầu tư theo những kiểu khác nhau. Ví dụ, một người làm trong phần tư người làm công có thể nói tôi không đầu tư vào bất động sản vì tôi không muốn làm công việc sửa toilet. Một người trong phần tư chủ doanh nghiệp đề cập đến cùng một vấn đề đầu tư này có thể nói tôi muốn thuê một công ty quản lý bất động sản đến sửa chữa toilet vào buổi tối. Nói cách khác, một nhà đầu tư trong phần tư T, họ sẽ phải làm cái công việc bảo quản nhà cửa. Trong khi một nhà đầu tư thuộc phần tư C sẽ thuê một công ty khác làm cái công việc bảo trì cơ ngơi cho họ. Những con người khác nhau, những tư duy khác nhau, những phần tư khác nhau và những giá trị khác nhau. Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về những con người khác nhau thuộc những cái phần tư khác nhau, có lẽ bạn nên đọc quyển sách thứ 2 trong bộ Dạy con làm giàu để hiểu rõ hơn. Như đề cập ở trên, nhiều người nói rằng tập 2 bộ sách này là quyển sách quan trọng nhất cho những người sẵn sàng, cho những người thay đổi cuộc sống. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới là kinh doanh ở phần tư C. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới dành cho những người muốn bước vào thế giới của phần tư chủ doanh nghiệp lớn. Tại sao đó là kinh doanh của phần tư C? Câu trả lời là vì hệ thống kinh doanh tiếp thị mạng lưới được thiết kế mở rộng ra hơn 500 người. Không như vậy, tiềm năng thu nhập trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới về lý thuyết khi so sánh với tiềm năng thu nhập hạn chế của phần tư L và T, chính là cá nhân bạn có thể làm ra được bao nhiêu. Trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bạn có thể kiếm được nhiều như chính mạng lưới của bạn. Nếu bạn xây dựng mạng lưới của bạn lớn, bạn có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ. Sau khi xây dựng doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới lớn, bước kế tiếp chuyển từ phần tư làm chủ doanh nghiệp lớn C sang phần tư nhà đầu tư D. Ít nhất đây cũng là những gì người cha giàu khuyên tôi làm và những gì mà tôi đã làm. Những nhân viên bán hàng đồng nghiệp đã từng chế giễu tôi khi tôi rời khỏi Xerox và bắt đầu đầu tư kinh doanh. Nay vẫn là những nhân viên bán hàng. Họ không bao giờ thay đổi tư duy, những giá trị cốt lõi và vì vậy họ không bao giờ thay đổi được phần tư của mình. Bây giờ biết rằng một vài người đang lo lắng sẽ bị mất việc và một số người khác thì không đủ tiền để nghỉ hưu. Nói cách khác, họ đã dành quá nhiều thời giờ cho phần tư nhân viên và tự kinh doanh. Dạ vâng, chúng ta vừa đọc xong cái ở cái phần sách vừa rồi, để một cái đoạn vừa rồi. Thì tại sao kinh doanh ở trong năm cái đoạn sách này,
tại sao kinh doanh tiếp thị mạng lưới hay là còn gọi kinh doanh theo mạng lại làm luôn nằm ở trong cái phần tư C này. Anh chị em chúng ta có thể, với những cái hiểu biết của mình, anh chị em chúng ta có thể thảo luận ở cái đoạn sách này đúng không ạ? Dạ vâng, đang mở mic cho tất cả mọi người. Dạ xin mời ạ. Tại sao cái cho hầu như là cái trong cái ngành kinh doanh theo mạng này nó lại nằm ở góc cái phần tư C? Tôi Hải Phạm. Dạ vâng, xin mời Hải Phạm. Cảm ơn anh Vũ Đoàn đã cho em chia sẻ. Cả nhà, các bạn nhà lắng nghe, giới thiệu một xíu cho cả nhà. Hải sinh năm 94 và Hải đang ở Sài Gòn. Hải đang là tư vấn viên trưởng. Dạ. Cả nhà nghe rõ trong tay cái được không ạ? Ok. Ok, rồi. Câu hỏi của anh đó là tại sao mà cái kinh doanh MLM của mình nó lại nằm ở trong góc phần tư C? Bởi vì là các chị biết là ở đây chúng ta không có tự làm một mình, đúng không ạ? Và chúng ta không có ai trả lương chúng ta. Rất là chúng ta không ai, không có ai trả lương cho mình, đúng không các anh chị? Có ai được trả lương trong Siberia không ạ? Không. À, vậy thì chúng ta cứ là không làm công, đúng không các anh chị? Đó. Cái thứ hai là chúng ta không có làm một mình, mà chúng ta luôn luôn có đồng đội này, đúng không ạ? Có những người tuyến trên sẵn sàng hỗ trợ chúng ta. Cái thứ hai là những người sai lai, đúng không ạ? Và thứ ba là những người mà chúng ta tuyển mộ vô, chúng ta cũng không trả lương cho họ, đúng không ạ? Chúng ta là mỗi người tự làm chủ cái kinh doanh của mình. Thì đó là những cái lý do mà khiến Hải thấy là gì ạ? À, chúng ta không có phải là đi tự làm hay là không phải làm công, mà chúng ta đang làm chủ một hệ thống. Và là một ngoài cái việc mà chúng ta làm hệ thống ra, các anh chị, thì những cái việc mà còn lại đó là tập đoàn Siberia đã lo hết chúng ta rồi. Bởi vì cái tập đoàn nào, các anh chị, công ty nào, hệ thống nào cũng vậy, nó cũng phải có sản phẩm này, có pháp lý kinh doanh này, rồi là có gì ạ, có làm tiền thị trường này, đúng không ạ? Hay là có mặt bằng, có nhân viên. Tất cả chúng ta không phải làm những điều đó, đúng không các anh chị? Không phải rườm rà những cái phần đó, bởi vì Siberia đã làm cho chúng ta những cái phần đó rồi, đúng không ạ? Tức là chúng ta đang đứng trên vai người khổng lồ, đúng không ạ? Còn nếu như thiếu tất cả những điều đấy thì không thể làm kinh doanh được, đúng không các anh chị? Ai đồng ý với cái nào các anh chị? À, ok. Nên là Siberia đã lo hết những phần khó nhất, những phần phức tạp nhất và những phần rủi ro nhất, các anh chị. Và vì chúng ta là gì, chỉ cần lo cái khâu đơn giản, đó chính là gì, đó là tiếp thị và chúng ta mang sản phẩm ra thị trường thôi, được không ạ? Còn lại những việc khác thì công ty đã lo hết rồi. Đó là cái may mắn của chúng ta, và đó là lý do vì sao mà gì, nếu tác giả khuyên, nếu như ai bắt đầu khởi nghiệp á, thì hãy nên chọn đó là kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bởi vì mọi cái phần rủi ro họ đã lo hết, còn cái phần mà nhiều tiền nhất, đúng không? Cái phần mà lợi nhuận cao nhất, ít rủi ro nhất thì mình lại làm rồi. Ông ý đồng ý được đó không ạ? Ok, rồi cảm ơn thủ lĩnh Vũ Đoàn đã cho em chia sẻ. Yeah. Hello. Oh, yes, yes. Ok, tuyệt vời. Ok, cảm ơn em Hải Phạm rất là nhiều. Thật sự là em có với cuốn sách như này là em có thể là em đã nghìn lắm xem rất là nhiều lần rồi, đúng không ạ? Cái trong cái cung trong cái kinh doanh mạng lưới này, ở trong cái phần tư C này, thì hầu như là không có ai sa thải được chúng ta. À, ngoài chính cái bản thân của chúng ta rồi, đúng không ạ? Đó. Và trong khi đó thì có nhiều người thì ở trong cái phần tư làm thuê thì là luôn luôn là chúng ta phải lo sợ. Ở đây trong cái đoạn sách này người ta có biết là luôn luôn phải lo lắng về cái việc sẽ bị mất việc, và một số người khác thì không có cái đủ tiền để mà còn nghỉ hưu, tại vì là họ mất quá nhiều thời gian vào trong cái công việc mà cái làm thuê như ngày rồi, đúng không ạ? Thật sự đây đó là một cái, có một cái, khi mà chúng ta xây dựng một cái mạng lưới khổng lồ thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được những số tiền khổng lồ. Ok, đoàn tiếp tục, chúng ta tiếp tục phần sách tiếp theo. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới là kinh doanh ở phần 4C, đúng không ạ? Vừa đọc rồi. Bạn muốn làm gì khi bạn lớn lên? Khi còn nhỏ, người cha nghèo thường nói với tôi, hãy đi học đều đặn và đạt điểm tốt để có được cái công việc ổn định sau này. Ông đã hướng tôi đến phần tư người làm công. Mẹ tôi lại thường hay nói, nếu muốn giàu có, con nên trở thành bác sĩ hay luật sư. Bằng cách đó, con luôn có một nghề nghiệp để dựa vào. Mẹ tôi đang hướng tôi đến phần tư người làm tư. Người cha giàu nói, nếu muốn giàu có, con nên nghĩ đến việc tự kinh doanh.
Người cha giàu khuyên tôi nên học trở thành một chủ doanh nghiệp lớn hay một nhà đầu tư. Khi trưởng thành, tôi quyết định làm theo lời cha người cha giàu khuyên nhủ. Khi vào Kim Tố Đồ, tôi tự hỏi phần tư nào sẽ cho tôi cơ hội thành công về tài chính nhiều nhất. Bản thân tôi biết rất rõ rằng tôi không muốn làm nhân viên suốt cuộc đời hay đi học để trở thành bác sĩ hay luật sư sau phần tư T. Và cũng nhận thức rằng những cơ hội tốt nhất cho tôi nằm ở trong phần tư C và D. Tôi biết phần tư C và D tốt nhất là cho tôi đơn giản là vì tôi muốn trở thành một triệu phú và không muốn nhận mệnh lệnh làm việc cật lực suốt cả đời để chỉ kiếm được những con số triệu đô đó. Bây giờ tôi đã kiếm được hàng triệu đô la mà không cần phải đi làm và làm việc càng ngày càng cật lực. Tôi làm việc ít đi nhưng kiếm tiền lại nhiều hơn vì tôi biết sử dụng sức mạnh của hệ thống mạng lưới. Bây giờ đến lượt bạn nhìn vào Kim Tứ Đồ. Bạn nên tự hỏi phần tư nào hay những phần tư nào tốt nhất cho tôi. Một trong những lý do khiến nhiều người thất bại trong cuộc sống chính là vì họ không chịu thay đổi phần tư của mình. Hầu hết chỉ thay đổi công việc. Đó là lý do vì sao bạn thấy cảnh chuyển công việc từ nơi này sang nơi khác. Và nghe nói tôi đã tìm được công việc tuyệt vời, nhưng thậm chí khi họ có được công việc tuyệt vời, cuộc sống của họ cũng không thay đổi gì nhiều vì phần tư của họ vẫn không thay đổi. Thay đổi phần tư chính là thay đổi giá trị và bạn bè. Một trong những điểm thuận lợi của kinh doanh tiếp thị mạng lưới chính là công việc kinh doanh này gồm toàn những người mới, mà một vài người trong số đó có thể sẽ trở thành những người bạn mới tốt nhất của bạn. Một trong những điều khó khăn nhất khi tôi rời Sorek chính là hầu hết bạn bè và gia đình tôi thuộc cái phần tư N. Họ có những cái giá trị khác với tôi, họ coi trọng tính an toàn và những khoản tiền lương ổn định. Trong khi đó, tôi lại đánh giá cao sự tự do về độc lập về tài chính. Nếu bạn đang cân nhắc việc thay đổi phần tư của mình và công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bạn có thể lợi thế hơn tôi rất nhiều. Ít nhất mạng lưới kinh doanh tiếp thị sẽ cung cấp một nhóm lớn những người có cùng chí hướng với bạn, những người có cùng giá trị cốt lõi, giá trị phần tư làm chủ doanh nghiệp lớn C để hỗ trợ bạn trong giai đoạn chuyển tiếp này. Tất cả những gì tôi có lúc đó là sự động viên từ người cha giàu và con trai của ông. Còn những người khác thì nghĩ tôi điên khùng và có lẽ tôi có vấn đề thiệt. Nhưng ở lại tập đoàn Sorek thì chỉ vì để có được công việc an toàn và khoản lương cố định thì không đủ sức hấp dẫn tôi. Những người bạn ở lại Sorek thì vẫn là những người bạn của tôi, tốt của tôi. Họ sẽ luôn là những người bạn tốt vì họ bên tôi trong giai đoạn chuyển tiếp của cuộc đời. Tuy nhiên, đối với tôi, đã đến lúc này phải tiếp tục bước đi. Nếu bạn đã đến lúc mà bạn tiếp tục bước vào phần tư C đang vẫy gọi bạn, có lẽ bạn nên tham gia vào công việc kinh doanh tiếp thị cho mạng lưới và bắt đầu gặp gỡ những người bạn mới. Ok, chúng ta lại vừa đọc qua cái phần vừa rồi. Vừa rồi thì Toàn nghĩ rất là hay. Có nhiều người thì bây giờ chúng ta có thể nhìn xem chúng ta đang ở trong cái phần tư thì đúng không ạ? Chúng ta đang ở bên trái, chúng ta đang định vị chúng ta đang ở bên trái hay bên phải của Kim Tứ Đồ. Để mà chuyển từ bên trái sang bên phải thì nó một việc không hết sức là không hề đơn giản. Đúng không ạ? Dạ vâng. Hôm nay ở đây Đoàn xin mời đến đây anh Thái nhỉ? Anh Thái rất là hợp ở trong cái đoạn này để anh chia sẻ. Hiện bây giờ anh đang định vị mình là ở bên nào của Kim Tứ Đồ. Anh có thể chia sẻ, xin mời anh Nguyễn Thế Thái ạ. Vâng, xin chào hai thủ lĩnh vàng quốc gia. Và xin chào leader Đoàn và xin chào tất cả mọi người trên Zoom. Trong kinh doanh thương mại thì tôi đã định vị từ cái ngày mà tôi biết về kinh doanh thương mại và tôi vẫn kiên trì để tôi bám trụ góc phần tư C. Vì sao? Thì tôi biết có một cái điều là nó thông minh.
Thông minh ở đây là mình làm việc là mình không cần phải đầu tư về mặt bằng bến bãi, không phải chi phí cho một ai cả, tức là không ôm hàng này, không xếp hàng, không đầu tư, không rủi ro, không phải trả lương cho ai. Và coi như là cái cung C á, coi như là nó dùng được cái lực đòn bẩy của tài chính. Ví dụ như mọi người cứ thử nghĩ coi như là khi mà mình xây dựng được một cái tổ chức coi như là 3.125 người, mỗi một người làm việc với 2,6 triệu thôi, nó đã ra 8,1 tỷ rồi. Nó khủng khiếp như vậy đó. Và tập đoàn sẽ chi trả cho mình 3% của 8,1 tỷ là mình đã có thu nhập đến hơn 200 triệu một tháng. Nếu như bình thường ra mình không áp dụng cái mô hình kinh doanh thương mại này thì để một người kinh doanh thì có đâu làm gì mà để mà huy động được một lúc 8 tỷ tư bạc. Mà trong đó nếu như có huy động được 8,4 tỷ, 8,4 tỷ mà để mà bán được cái số hàng đó cũng là một vấn đề. Đó, cho nên nó cực kỳ thông minh. Nó thông minh ở cái chỗ là coi như là mỗi người dùng một ít, mỗi người bán một ít, và nó tạo ra một cái doanh số nó cực kỳ là khổng lồ, mà nó thông minh, nó tận dụng được cái vốn của mọi người coi như là tiêu dùng ấy. Và nó tận dụng được cái sức mạnh của coi như là cái lực đoàn bẩy của mọi người, mỗi một người mua có 2,6 triệu thôi, nhưng mà khi cộng lên coi như là 3.125 người mà nó ra 8,4 tỷ đấy. Cho nên là khi tôi nhìn được cái sức mạnh của cấp tư nhân và tôi bám trụ đến ngày hôm nay, coi như là chắc chắn coi như là tôi thành công trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, và con đường cuối cùng của tôi là chọn kinh doanh thương mại. Vâng, xin cảm ơn bộ đoàn đã chia sẻ và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Dạ vâng, cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Anh Thái có thể chia sẻ thêm được cái thay đổi của anh khi mà anh thay đổi, anh quyết định anh thay đổi sang trong cái sang cái khung coi như là C và D này, đúng không ạ? Đầu tiên là từ anh là làm bên trước là anh đang làm một cái công việc là tự làm chủ ấy, đúng không ạ? Chạy Grab này, hoặc là đấy là tự làm chủ rồi, đúng không ạ? Khi mà mình đã có một cái quyết định mình thay đổi sang cái ngành kinh doanh như này thì cái giá trị nào của anh nó thay đổi, và đến lúc và bạn bè của mình có thể là thay đổi về cái cách nghĩ của mình, thay đổi về cái giá trị mình ở trong cái phần này, trong cái phần sách này đang nói rất hay. Thay đổi phần tư chính là thay đổi giá trị, và thay có khi là thay đổi cả bạn bè. Anh nghĩ sao về cái cái câu hỏi này? Cảm ơn anh. Vâng, để xin trả lời câu hỏi của Lý Đạo Đoàn là cái giá trị của cái góc phần tư C ấy, thì tôi thấy là thứ nhất là tôi đang đem đi một cái món quà tôi đi trao tặng cho mọi người. Tức là tôi là một người đại lượng, tôi là một người coi như là tôi cho đi đại, tôi cho đi rộng lượng và tôi đón nhận cừ khôi ấy. Tức là mình khẳng định là mình đang có một cái món quà vô giá, mà để coi như là mình khẳng định khi mà mình làm không bao giờ mình nản, mà không bao giờ mình bị tụt hưng phấn, là mình đang có một món quà mình cho đi. Mà mọi người cứ tưởng tượng như mình có một cái món quà cho đi thì mình cứ đi cho thôi, chứ mình đâu có suy nghĩ về cái việc mà mình nhận lại, đúng không? Đấy, cho nên là thay đổi được từ cái chỗ mà là một người đi lái xe taxi này, rồi tự làm chủ này, tức là thời gian áp lực rồi coi như là công việc nó quá tải này, ăn không đúng giờ này, làm việc nó không có giờ giấc này, rồi coi như là nó không chủ động được thời gian đến bữa ăn, với cũng không ăn được với gia đình này. Thì bây giờ quay sang cái góc phần tư C thì thứ nhất là tôi làm chủ được cái thời gian, tôi làm chủ được cái đối tác, có nghĩa là đối tác của tôi thích làm việc với ai là mình có quyền lựa chọn. Tôi làm chủ được coi như là không gian, tức là không gian coi như là mình thích ngồi làm việc ở đâu cũng là mình lựa chọn. Trước đây chưa bị Covid thì tôi cứ mỗi một ngày là ít nhất tôi cũng phải lên công ty một lần đến hai lần. Thì mình ngồi quán cà phê này, rồi mình ngồi bất kể một chỗ nào, mình lựa chọn cái không gian để mình ngồi mình làm việc. Rồi cái thứ tư nữa là tôi tâm đắc nhất là coi như là mình xây dựng được một cái hệ thống ở đây mà mình không phải đầu tư, không phải chi trả cho ai một đồng bạc nào, nhưng mà mình lại có một cái sự coi như là cái sự thừa kế lại được doanh nghiệp. Đấy, cái sự khác biệt của
của cái góc phần tư C này, coi như là nó đem lại cái giá trị cho mỗi một một tư vấn viên, mỗi một đối tác hợp tác với tập đoàn Siberi, là mình được sở hữu một cái doanh nghiệp sau 3 đến 5 năm mà xây dựng lên, mà ở ngoài kia coi như cũng rất nhiều người, người ta làm chủ, người ta không có được cái này. Mà nếu như mọi người chỉ cần chỉ với những cái chủ doanh nghiệp ở ngoài kia về cái điểm mà thừa cái doanh nghiệp thôi, thì tôi tin là cái doanh nghiệp của mọi người sẽ bùng nổ được. Đó là một cái điều là tôi nghĩ là trong kinh doanh thương mại nó thông minh hết cỡ luôn đấy. Cho nên là dù là mình phải vượt qua tất cả những sự từ chối, đằng sau cái sự từ chối là nào là Mercedes này, nào là biệt thự Hy Lạp này, đúng không, nào là du lịch vòng quanh thế giới, mà mỗi một ngày mọi người vẫn gieo vào tiềm thức là coi như là ta phải vượt qua tất cả những cái sự từ chối. Và tôi tâm đắc nhất là cái hôm mà thủ lĩnh Huynh coi như là cốt cái bài mà bốn cái câu cốt cho mọi người trong hệ thống đó, thì tôi thấy là rất là hay, và tự mình trả lời cho chính mình xem mình đang mắc cái chỗ nào đã, để mình hoàn thiện, để mình giúp cho hệ thống nó phát triển. Cho nên là trong cái góc phần tư của coi như là những người kinh doanh thương mại ấy, thì nó thông minh là cái chỗ là mình không phải đầu tư, không phải ôm hàng, đúng không? Nhưng mà nếu như mà để mà nói về những cái chủ coi như là góc phần tư C, ví dụ như KFC này, rồi là các cái doanh nghiệp mà nhượng quyền đó, thì vốn mình, khả năng của mình không có thể có được. Cho nên là tôi thấy là người nông dân này, rồi người học lớp 3, lớp 8, rồi những cái người sinh viên cực kỳ trẻ, người ta chỉ có một vài trăm nghìn thôi. Nhưng mà người ta bám trụ được, người ta nhìn thấy được cái con đường, người ta kiên trì, kiên định và coi như sẵn sàng hành động quyết liệt. Thì coi như là sẽ coi như thành công trong lĩnh vực coi như là góc phần tư C. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin cảm ơn leader đoàn đã cho chia sẻ. Dạ vâng, ở trong cái phần này cảm ơn anh Thái về những cái chia sẻ rất hay của anh. Ok, trong cái phần nói về cái thay đổi chính là cái thay đổi về giá trị và cái thay đổi về cả nhiều bạn bè đó. Trước khi đoàn bước sang cái ngành kinh doanh theo mạng này, cái ngành kinh doanh cùng với tập đoàn Siberian Neolith này, thì đoàn nó đang có một cái cửa hàng bán cái đồ lưu niệm ở trên phố đi bộ. Mỗi tháng, mỗi ngày thì cũng kiếm được vài trăm ngàn, thì có ngày kiếm được 1 triệu. Và khi mà bắt đầu được thủ lĩnh cao cấp Đặng Thị Hương Giang chia sẻ cái cơ hội này, và sau một thời gian học tập và hiểu ra được cái mà mình có thể mình làm giàu được ở trong cái ngành này, mình có thể đạt được những cái mà mình mong muốn, cái ước mơ mà mình mong muốn, thì mình chuyển sang cái ngành này, mình kinh doanh. Thì khi bắt đầu chuyển sang kinh doanh thì tất nhiên là có sự thay đổi trên Facebook rất là nhiều, và bạn bè gặp thì nó bảo tại sao mà mày đang có cái cửa hàng tốt như thế này, mày hàng ngày hàng tối mày đi mày bán hàng tốt như thế này, mà tại sao mày thay đổi, mày lao vào cái con đường đi làm cái đa cấp, phải làm cái gì đó. Rất là nhiều người, rất là nhiều, tất nhiên là họ không hiểu về cái ngành kinh doanh đa cấp, và họ nghe một chiều. Từ trước nay họ nghe một cái thông tin về một cái thông tin một chiều là hầu như là thông tin về tiêu cực đấy, và họ bảo tại sao mà mày ở giữa thủ đô ở Hà Nội như này, cái ngành đa cấp này nó tiêu cực, nó sâu đến mức độ như vậy mà mày vẫn cứ đi theo để mày làm đó. Thì sau hơn một năm sau thì bắt đầu gặp lại một người bạn, anh ấy cũng đang chạy Grab, thì anh hỏi ok mày chuyển sang này ra là đi làm thì có vẻ nhìn có vẻ sáng bóng nhỉ, nhìn trên Facebook các thứ có vẻ rất là ngon lành, tại vì họ thấy cũng thay đổi, mà hầu như là bạn bè của đoàn là đều theo dõi. Thì bạn ấy có hỏi cái thu nhập của mày bây giờ là bao nhiêu tiền một tháng, người lương mày bao tiền tháng. Thì lúc đấy thì mình mới lên trưởng, thì mình được mới được có tầm, hôm đấy là cái thu nhập nó rơi vào tầm 5,8 triệu đó, thì bảo tao cũng được có tầm 6 triệu. Thế bảo nó cười ha ha, và mỗi ngày biết bây giờ mỗi ngày ta đi chạy Grab, nhà ta đi giao thức ăn này, biết mỗi ngày ta kiếm bao nhiêu tiền, mỗi ngày ta kiếm được 500 ngàn đó. Tại sao mày cứ hơn một năm qua mà mày cứ đâm đầu mày làm cái đấy, thì thực sự là chỉ có mình mới hiểu được. Khi mà mình đã xây dựng một cái mạng lưới tốt rồi, một cái mạng lưới khổng lồ rồi, đúng không ạ, mình kiên trì mình đi theo thì mình sẽ có những cái thu nhập tốt hơn, và chắc chắn là mình sẽ có những cái giá trị tuyệt vời hơn. Và hầu như là hơn một năm qua, hai năm qua,
tất cả những người bạn bè mà phản đối của đoàn, đoàn không không chơi với họ, tại vì cứ ngồi cái là họ nói là phản đối. Mình thay đổi về cái giá trị về bạn bè, tức là mình ở đây thì mình gặp rất là, đến vào Siberia thì mình gặp rất là nhiều người, kết được bạn rất là nhiều người đấy, và rất là nhiều người biết tới. Có một cái câu nói, thì một câu nói rất là đơn giản, muốn cai được thuốc lá thì mình chơi với 10 người không hút thuốc lá, thế là mình cai được thuốc lá, đúng không ạ? Và mình muốn khi mà mình làm công việc này mà mình chơi, vẫn chơi với, hoặc là vẫn cứ thường xuyên chơi với những cái con người mà bạn bè trước trước đấy mà họ ở đang ở cái cung làm thuê, thì họ sẽ có một cái giá trị khác. Và khi mà mình chuyển sang mình chơi với những người mà ở Siberia thì nó sẽ có, mình sẽ có một cái giá trị hoàn toàn khác, một cái tư duy hoàn toàn khác đó. Thì ở đây nó có, ở đây nó cái thay đổi đó là như vậy. Dạ vâng, còn có ai muốn chia sẻ ở trong cái phần thay đổi cái giá trị khi chúng ta bắt đầu vào cái ngành NLM được chưa? Xin mời ạ. Xin mời Minh Tâm. Tôi Minh Tâm. Xin mời bạn Minh Tâm. Dạ vâng, Minh Tâm xin chào hai thủ lĩnh vàng quốc gia và chào tất cả cô chú anh chị em trên Zoom. Minh Tâm xin chào leader đoàn. Minh Tâm là một minh chứng. Bởi vì trước đây bản thân Minh Tâm là, hai vợ chồng Minh Tâm là tự doanh. Tự doanh ở góc phần tư T. Đó. Khi Minh Tâm bước sang cái công việc là kinh doanh theo mạng, đặc biệt là mạng lưới như thế này, thì Minh Tâm nhận ra được một cái giá trị. Thứ nhất là mình được phát triển bản thân rất là nhiều. Và thứ hai là được ở trong một cái hệ thống kiềng ba chân, đúng không ạ? Mình kinh doanh là trong một cái môi trường là kiềng ba chân. Thứ nhất là, chân thứ nhất là Siberia, và chân thứ hai là hệ thống S69, và chân thứ ba là hệ thống Happy Group đó. Và đặc biệt Minh Tâm nhận ra được rất là nhiều giá trị là mình có những người bạn mới mà chưa bao giờ những cái mối quan hệ đó nó lại chất lượng và vĩ đại đến như vậy. Đó là một cái sự lựa chọn mà tại sao mà Minh Tâm bây giờ lại yêu cái ngành này đến bây giờ, mà trước đây bản thân Minh Tâm là một cái người rất là ghét cái cơ hội này. Đó. Vì nó như kiểu là mình lúc đó mình chưa vào môi trường này, cũng như là mình hiểu theo bản năng ấy. Đó. Và khi mà ở trong cái môi trường này thì Minh Tâm mới cảm nhận ra là chân chính và không chân chính nó như thế nào. Đó. Và bây giờ, hiện tại bây giờ Minh Tâm cũng định hướng cho tất cả những anh chị em, và đặc biệt là các con của Minh Tâm cũng có một cái định hướng mà từ lúc mà bắt đầu lên cấp 3, các con cũng bảo là sau này con kinh doanh chứ con không đi làm thuê cho họ người khác đâu nha, mẹ đừng có bắt con. Đó là thay đổi những cái tư tưởng ấy. Mình thay đổi, gia đình mình thay đổi và mọi người xung quanh thay đổi. Dĩ nhiên mới bước đến cái ngành này thì mình gặp rất là nhiều rào cản, nhưng cái bản thân mình là khi mà mình đã biết chính xác, mình tin tưởng tuyệt đối cái đích đến, con đường mình đi, phương tiện mình lựa chọn, và đặc biệt hệ thống dẫn đường, thì mình có một cái niềm tin vững chắc. Đó, mình cứ kiên trì, kiên định, kiên tâm và kiên cường với cái con đường này thì chắc chắn mình thành công một ngày không xa. Đó, dạ vâng. Minh Tâm cảm ơn leader đoàn đã cho Minh Tâm chia sẻ, và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe Minh Tâm ạ. Cảm ơn bạn Minh Tâm rất nhiều. Ok, tôi, chúng ta đi. Có ý kiến. Tôi Bích Nga. Dạ vâng, xin mời Bích Nga. Xin chào hai thủ lĩnh vàng quốc gia, xin chào thủ lĩnh đoàn, xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Tôi xin chia sẻ. Thật ra là khi mà mình thay đổi cái hộp phần tư á, thì thường thường á, thì không phải có nhiều người là không phải thay đổi cái góc phần tư, mà là thay đổi cái công việc thôi. Và kinh doanh theo mạng á, thì thời gian vừa rồi cũng rất là nhiều. Ngành kinh doanh đa cấp của chúng ta thì cũng có lâu rồi. Nhưng mà thật ra như bản thân tôi á, là tôi trước đây tôi vẫn làm kinh doanh theo mạng, nhưng mà một cái mô hình khác. Tuy nhiên tới giai đoạn này á, và thật sự là tôi thấy là hiện nay ở Siberia của chúng ta, đây là một cái công ty chỉ có 102 các anh chị. Tôi nói muốn nói ở đây là cái chỗ nhiều công ty kinh doanh theo mạng, nhưng mà mình tìm thấy ở Siberia cái điều gì các anh chị ạ? Thứ nhất đó là cái sơ đồ trả thưởng rất là thông minh, rất là tuyệt vời, để cho cái quyền lợi của tất cả chúng ta đạt được. Còn có những cái công ty cũng kinh doanh theo mạng, cũng theo hình thức kinh doanh theo mạng, tuy nhiên những cái điều kiện của họ đi kèm á, rất là khắc nghiệt,
để cho chúng ta không thể nào mà rất là khó để mà thành công, và chỉ thành công chỉ một số rất ít đấy. Thứ hai nữa, ở đây mình có một cái lợi thế, đó là mình sản phẩm của tập đoàn chúng ta, đó là mình làm chủ được cái nguồn nguyên liệu. Do đó cho nên đấy là một cái thế mạnh mà ở CVR chúng ta có được. Do đó cho nên là tôi thấy là thật sự CVR là một cái môi trường rất là tuyệt vời hiện nay, và đây đúng là một cái hình thức mà chúng ta có thể chuyển qua cái góc phần tư C để mà cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm giàu và cùng nhau có những cái trí tuệ tốt ở đây. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe, và xin cảm ơn thủ lĩnh đoàn đã cho chia sẻ. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ tiếp theo, chúng ta sẽ đọc đi tiếp vào cái phần sách tiếp theo. Bạn của bạn nằm trong phần tư nào? Đến hôm nay tôi có bạn ở khắp 4 phần tư. Tuy nhiên những người bạn nòng cốt lại nằm ở trong phần tư C và D. Một trong những thách thức khi giao tiếp với mọi người chính là tôi luôn để ý đến giá trị và phần tư của họ. Tôi để ý khi nói chuyện về kinh doanh hay đầu tư với một người trong phần tư, tầng tư L. Họ không hoàn toàn hiểu lắm, và thường những điều tôi nói làm họ lo sợ. Ví dụ như nếu tôi nói với ai trong phần tư N rằng tôi thích tự khởi nghiệp, họ có thể hỏi lại, điều đó có liều lĩnh quá chăng? Điều tôi muốn nói đến là chúng ta đang nói chuyện từ những cái giá trị cốt lõi khác nhau. Điều làm cho tôi thích thú lại khiến người khác lo sợ. Chính vì vậy, thay vì làm những người trong phần tư T và L và L lo sợ, tôi lại nói chuyện thời tiết, thể thao hay tin tức trên TV. Nhiều người trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới dùng kim tứ đồ như một cách để giải thích công việc kinh doanh của họ. Họ vẽ kim tứ đồ như một kim tứ đồ tôi có bên dưới. Sau đó họ giải thích những điểm khác nhau về giá trị cốt lõi cho người quan tâm đến những công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Nhiều người nói rằng nhờ dùng biểu đồ này mà những chủ doanh nghiệp tiềm năng cảm thấy thoải mái và hiểu dễ dàng hơn. Người mới sẽ có cơ hội nhận ra rằng họ đang từng bước thay đổi những giá trị cốt lõi và dần bước vào trường học kinh doanh để học trở thành chủ doanh nghiệp thay vì nhân viên. Mặc dù không phải ai cũng đều xây dựng kinh doanh riêng, nhưng nhiều người sẽ rất mang ơn cách bạn sử dụng kim tứ đồ đưa ra những giá trị cốt lõi và cho họ thời gian suy nghĩ thay vì tạo áp lực lớn để bắt đầu xây dựng sự nghiệp. Nếu bạn dành thời gian nghiên cứu kỹ kim tứ đồ và cân nhắc sự đồng tình, phản đối, tôi tin rằng bạn sẽ nhận ra việc thay đổi từ phần tư này sang phần tư khác không chỉ là sự thay đổi những cái giá trị về cốt lõi mà còn là sự thay đổi về chân lý giá trị, và sự thay đổi này thường cần nhiều thời gian. Thay đổi từ phần tư này sang phần tư khác là sự thay đổi những cái giá trị cốt lõi. Một trong những lý do tôi tin rằng tiếp thị mạng lưới rất khó giải thích chính vì có rất ít người thành công trong cái phần tư C. Hầu hết mọi người do ảnh hưởng của những giá trị từ trường học và gia đình hoặc nằm trong phần tư N và phần tư T. Thật vậy, tôi có thể ước tính có đến 80% dân số thuộc phần tư L và T, 15% nằm trong phần tư D và ít hơn 5% dân số thực sự thuộc về phần tư C. Nói cách khác, có rất ít Thomas Edison và Bill Gates xung quanh hành tinh này. Nhiều CEO nổi tiếng, những người thuộc phần tư L chứ không phải là phần tư C, ví dụ trường hợp của Jack Welch nổi tiếng, Kel Gannon Etrich và một nhân viên của Gannon Etrich, cứ cho ông ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc nhưng chủ doanh nghiệp. Người sáng lập ra GE lại là một người nghỉ học ngang. Thomas Edison, người với tầm nhìn và động lực, đã khởi nghiệp từ con số 0 và biến nó thành cái công ty khổng lồ. Xin gặp lại cái điều nói ở trên. Rất ít người thực sự thuộc về phần tư C. Vì vậy, khi nghe nói đến cơ hội kinh doanh từ lãnh đạo công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới, người ta thường không hình dung được cái cơ hội đó lớn như thế nào. Gần hết cái cuộc đời trong cái phần tư L và phần tư T đã không cho phép họ có cái suy nghĩ xa xỉ về cái cơ hội lớn. Vì thế, nhiều người không thể hình dung
được cái quy mô thực sự của cái cơ hội ngay từ khi còn trẻ. Tôi đã may mắn được người cha giàu mở mang đầu óc với cái sức mạnh của cái phần tư chủ doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao tôi chỉ đi làm trong 4 năm. Tôi không có cái dự định sẽ trở thành một nhân viên hay một người tự kinh doanh khi lớn lên. Tôi biết cái phần tư của tổ cờ, phần tư tôi muốn tham gia như một cái thành viên và phần tư C và D. Nếu bạn quyết định bắt đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới và sẽ chia sẻ với bạn bè, hãy dành thời gian giải thích cho họ nghe về những cái phần tư và lý do tại sao bạn chọn sự thay đổi cái phần tư của mình. Nếu làm được thế, họ sẽ ủng hộ bạn thay vì chỉ thốt lên: tôi sắp sửa bắt đầu công việc bán thời gian với một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Như đã nói, lý do hình thức kinh doanh này khó giải thích vì rất ít người quen biết với những ai trong phần tư C. Hầu hết những người bạn và gia đình ta chung quanh đều thuộc cái phần tư L và T. Vì vậy, hãy kiên nhẫn sử dụng kim tứ đồ để giải thích về viễn cảnh mới của bạn trong cuộc sống. Ngoài ra, biết đâu khi bạn kiên nhẫn và giải thích rõ ràng về những thay đổi bạn đang trải nghiệm, họ sẽ cùng tham gia với bạn trong cuộc hành trình này. Hãy cho họ biết cái con đường này là một quá trình chứ không phải là một chương trình làm giàu nhanh chóng, và cuộc hành trình có thể mất hàng năm. Nếu bạn thực sự nghiêm túc, tôi xin giới thiệu về kế hoạch 5 năm. Ok, đoàn vừa đọc xong cái đoạn trong cái đoạn sách này, người ta giải thích về cái kim tứ đồ nó quan trọng như thế nào trong cái khâu tuyển dụng, đúng không ạ? Và ai trong số chúng ta đang ngồi đây đã bị thuyết phục bởi cái kim tứ đồ khi đi bước chân vào ngành kinh doanh này, thì chúng ta có thể bật mic lên chia sẻ của mọi người cho mọi người xem là cái kim tứ đồ nó quan trọng như thế nào trong ngành kinh doanh, chia sẻ như này. Ok, ta xin mời một leader. Tôi Trình Thu. Vâng, xin mời chú Trình Thu. Vâng, xin chào hai chủ lĩnh và quốc gia, xin chào leader của nước đoàn và xin chào tất cả các anh chị em Zoom. Thì qua cái đoạn này thì đối với chủ lĩnh chúng ta đó, hầu như mọi người cũng đã nhận thức được. Sẽ khi tham gia vào đây thì riêng tôi đó thì trước kia thì cũng nói qua một tí, tức là tôi là họ tên đầy đủ là Trình Văn Thu, mà hiện giờ là 63 tuổi ở thị trường Thanh Hóa. Nên thực ra là theo tôi đoán nhận đó, thì hầu như tất cả cái những người từ mà khi sinh ra đến khi lớn lên, tức là ta học cái chương trình giáo dục truyền thống, cái giáo dục truyền thống tức là họ dạy cho chúng ta là biết đọc, biết viết, biết tính toán, gọi là cơ bản, gọi là phổ thông đó. Nhưng mà sau đó thì chúng ta đi hết cái bậc phổ thông thì chúng ta học một cái chuyên ngành nào đó và chúng ta vào làm việc. Chúng ta làm việc thì với cái mô hình như thế thì hầu như là tất cả mọi người ở đây là mọi người đã trải qua. Nhưng mà khi ta được hiểu biết về kim tứ đồ thì theo cái kim tứ đồ, nếu ở bên trái kim tứ đồ thì đa số là cái dân số của Việt Nam chẳng hạn là đến 80% là bên trái đấy, và còn lại chỉ còn tới bên phải chỉ có 20% thôi đấy. Chứ còn khi mà thực ra là khi mà kể cả trong cuộc đời á, là ta muốn thay đổi được cái việc gì đó thì ta cứ nóng vội. Nhưng mà đối với lĩnh vực, đối với kim tứ đồ này, là khi chúng ta nói bên phải là chúng ta phải đi xây dựng kinh doanh, xây dựng theo mạng lưới của mình, thì không phải một sớm một chiều, không phải là mì ăn liền đấy, mà cái mô hình nó khác hẳn, là chúng ta phải có thay đổi từ cái trong cái tư tưởng và cái nhận thức đó, ra thì sang cái lĩnh vực là bên phải là chúng ta mà không phải là chúng ta là làm ngay được, mà chúng ta phải có một quá trình xác định, chúng ta là phải quá trình gọi là và cái tính kiên trì ở đây, và từ những cái nhận thức đó và chúng ta được biết ở đây là chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp cho mình, tức là mình làm chủ cho mình cái kinh doanh theo mạng lưới. Thì muốn xây được một cái doanh nghiệp mà mình có tự làm chủ được thì mình phải có một thời gian nhất định, còn cái thời gian dài ngắn là tùy thuộc vào tất cả mọi người chúng ta. Thế thì rất là những người mà chúng ta đã được kinh doanh theo mạng ở cái đã trải qua rồi, thì như anh Thái anh đã chia sẻ thì anh đã cũng đã gọi là rút ra những nhiều cái bài học kinh nghiệm. Nhưng mà thực ra những ai ở cái mô hình kinh doanh truyền thống á, thì khi ta bước sang đây hầu như ta chưa hiểu gì mà cái kinh doanh theo mạng, xây dựng mạng lưới, thì cái điều đó là cái nhận thức lúc đầu là nó rất khó khăn đấy, cho nên nó không được thuận lợi. Thế thì bây giờ là cái xã hội để luôn luôn phát triển, và bây giờ cái thế kỷ 21 là thế kỷ của
và của công nghệ 4.0 mà hầu như là và được cái mô hình kinh doanh này là cái kinh doanh mạng lưới này là với Việt Nam thì đã được là pháp luật là công nhận và bảo hộ và hiện giờ đang phát triển song song tồn tại với các ngành kinh doanh truyền thống. Thế thì qua cái đoạn này á, thì riêng về cái kim quỹ đồ thì riêng tôi là nhận thức được về, từ cái lĩnh vực mà trước nay là tôi cũng đã trải qua là kinh doanh truyền thống mà sao đây, mà cái giá trị nhận được nhiều nhất ở đây là không phải là chúng ta là có nhiều tiền, mà cái giá trị nhận được nhiều nhất ở đây là chúng ta phát triển qua là phát triển được toàn diện tất cả về những cái lĩnh vực, và ví dụ nhất là phát triển bản thân thì những cái môi trường truyền thống hầu như chúng ta là không đón nhận được. Đây là đối với kinh doanh, là đối với nhìn một cái kim tứ đầu như thế và đối với liên hệ với lĩnh vực của CVG chúng ta thì cảm ơn các mọi người đã cho tôi chia sẻ, xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chú Trịnh Đăng Thu rất là nhiều. Ở trong cái phần này, ở trong cái cuốn sách, thậm chí là đúng là trong cái cuốn sách tập 11 này thì tác giả có cho chúng ta biết đây là cái kim tứ đồ này. Khi mà chúng ta hiểu cái kim tứ đồ này, nó là một cái vũ khí vô cùng tuyệt vời trong đi chúng ta, khi chúng ta tuyển dụng thì tuyển dụng những cái con người mà đang ở trong cái phía bên trái của tứ đồ là cung L và T, thậm chí là họ đã mất quá nhiều cái thời gian để ở trong cái thời gian để đi trong cái cung ở bên trái rồi, không làm sao mà họ hiểu được. Ở khi mà chúng ta chia sẻ về cái ngành kinh doanh theo mạng này, cái mạng lưới lớn này, họ không thể nào mà hiểu được cái giá trị lớn được ở đằng sau, mà phần lớn thì là họ sẽ hiểu theo một cách tiêu cực, một cách đơn giản là tôi biết rồi, đó là kinh doanh đa cấp gì đúng không? Đó, nhưng mà họ cái đấy là họ không muốn để ý. Khi mà chúng ta hiểu về cái kim tứ đồ này rồi thì chúng ta có thể chia sẻ được, tuyển dụng được rất là nhiều người đúng không ạ? Và chúng ta khi mà chúng ta vẽ về cái kim tứ đồ này, ok, Đoàn xin mời em Hải Phạm nhỉ, rất hiểu về kim tứ đồ, em có thể chia sẻ về cái đoạn này khi mà chúng ta dùng kim tứ đồ đi tuyển dụng. Ok, cả nhà nghe đã rõ không ạ? Rõ, đưa bàn tay nào các anh chị, nào đưa bàn tay. Bạn đưa lên cái trên cao, đúng rồi, hết cỡ lên các anh chị. À, cô Tĩnh ơi, đúng rồi, hết cỡ lên, đúng rồi, sang bên trái nào. Ui dồi, rồi, sang bên phải nào. Hết cỡ, ui dồi, sướng quá, đằng trước. Ở đằng sau, ok, hello, oh, yes. Ok, cảm ơn anh Đoàn cho em chia sẻ. Vậy thì kim tứ đồ là gì ạ? Kim là vàng, đúng không các anh chị? Kim là tiền, tứ là bốn, đúng không ạ? Đồ là bản đồ. Vậy thì kim tứ đồ là bản đồ bốn cái dòng tiền luân chuyển ở trên thế giới này. Hay không các anh chị? Nhắc lại nhé. Kim tứ đồ là bản đồ bốn cái dòng tiền luân chuyển ở trên thế giới này. Nó có bốn cái cách kiếm tiền đó thôi các anh chị. Đúng không ạ? Vậy thì những người, theo tác giả các anh chị, những người giàu là những người ở bên phía bên phải kim tứ đồ. Tức là những người làm chủ doanh nghiệp. Và những người gì ạ? Là những người đầu tư. Còn là những người nghèo thì đa phần nhé, đa phần các anh chị họ ở bên trái kim tứ đồ là những người làm công ăn lương và những người làm chủ doanh nghiệp, tự làm các anh chị, tự làm chủ doanh nghiệp, tự làm đó, tức là làm khổ chủ các anh chị. Hải cái sư Hải có một câu đó là những người mà tự làm đó là những người bộ tứ. Bộ tứ là gì các anh chị biết không ạ? Bộ tứ tức là tự bố tức là tự bố làm, đó là những người tự làm chủ doanh nghiệp, tự làm các anh chị đó. Thì mình muốn trở nên giàu có hơn á, thì mình phải chuyển qua cái bên phải. Và có một câu rất hay, Hải tâm đắc của ông Robert Kiyosaki này các anh chị, Hải đọc rất nhiều sách của ông Robert Kiyosaki, thì ông nói một câu rất là hay, đó là cái mục đích thực sự các anh chị của những người mà làm chủ doanh nghiệp ấy là họ tạo ra một cái môi trường để cho họ phát triển bản thân. Các anh chị dùng điều này không ạ? Kể chị nghe là ngày xưa Hải là một người làm không có bằng đại học các anh chị. Hải học đại học Quy Nhơn là đến năm số 2 Hải bỏ mất rồi. Nhưng mà ngay khi Hải bỏ học đại học các anh chị thì Hải lại tuyển nhân viên. Hải có một cái mô hình kinh doanh cà phê di động kiểu cà phê takeaway ở Quy Nhơn các anh chị. Và ngay lập tức là hồi Hải là sinh viên thôi, nhưng Hải đã ngồi và tuyển những bạn sinh viên về làm cho mình rồi. Đó, và các bạn hầu Hải ngồi Hải quay lắm các anh chị. Thực ra mình cũng chưa ra trường, mình là người bỏ ngang luôn các anh chị, nhưng mà mình cũng tuyển những bạn đã về. Tức là ngay khi mình tuyển nhân viên là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời các anh chị. Và mình có người làm cùng với mình, gọi là làm công cho mình các anh chị, tức là mình trả lương cho họ. Và tự nhiên mình thành ông chủ đúng không ạ? Nên là mình học được rất là nhiều. Và sau đó thì Hải cũng vô Sài Gòn và cũng mở một quán cà phê 2017 nữa các anh chị. Và cũng ngồi đó là tuyển nhân viên. Rất nhiều có bạn có bằng đại học các anh chị, và Hải thì không có bằng đại học, và Hải ngồi Hải tuyển họ. Thế Hải mới nhận ra là rất là đúng.
Tức là mình khi mình làm chủ một cái doanh nghiệp hay là chủ một hệ thống đó, thì chính cái hệ thống đó là cái ngôi trường tốt nhất để rèn giũa con người của mình. Anh đồng ý cái này không ạ? À, và con người mình phát triển đến đâu thì cái thu nhập của mình nó tăng đến đó. Đó gọi là gì ạ? Phát triển cá nhân trước khi phát triển kinh doanh. Đây là các anh chị đừng có nghĩ rằng là doanh nghiệp của mình, hệ thống của mình chỉ để kiếm tiền không các anh chị. Chính hệ thống của mình, chính doanh nghiệp của mình là ngôi trường tốt nhất cho bản thân mình. Đồng ý không cả nhà? Ok. Rồi còn điều cuối cùng nữa các anh chị. Đó là khi mà Hải làm kinh doanh truyền thống các anh chị, thì Hải chỉ mong ngày xưa mình đầu tư một quán cà phê các anh chị, khoảng tầm vài trăm triệu đó. Thì mình chỉ mong là trong một năm đầu tiên thôi, bao nhiêu số cái từng làm doanh nghiệp đúng không tay cái? À có chị Minh Tâm đúng không ạ? À có ai nữa đây ạ? À? Có anh Trần Luân. Thì khi mình đầu tư doanh nghiệp các anh chị, thì mình chỉ mong là một năm đầu tiên mình hòa vốn thôi. Tức là mình lấy được cái gốc thì là ngon lắm, rất là giỏi đấy các anh chị. Sang năm thứ hai là mình bắt đầu là mình có một chút lợi nhuận. Và năm số 5 các anh chị là mình có tiền thu nhập là ngon lắm rồi. Đúng không cả nhà? Đó là cái tư duy của chủ doanh nghiệp. Còn những người làm kiểu kinh doanh hệ thống á, mà tư duy sai các anh chị, là họ mong là gì? Một tháng đầu tiên đấy là lấy lại gốc. Đúng không ạ? Tháng số 2 là có lãi. Và tháng số 3 là giàu luôn rồi. Bao nhiêu số các chị từng nghĩ như thế được không các anh? Có không anh? Đấy, các anh chị đang là những người gọi là tự làm rồi. Đó là tư duy làm công các anh chị. Còn tư duy đúng ấy, là phải dài hạn lên. Đúng không cả nhà? Thế nên rằng là hãy chuẩn bị cho 2, 3, thậm chí là 5 năm nếu như mà Hải lên quốc tế cũng được không các anh chị? Hải chuẩn bị cho hành trình là vài năm luôn các anh chị, để mà mình lên quốc tế luôn. Vài năm sau mình có được thu nhập là hàng 5-700 triệu một tháng, hoặc là tiền tỷ mỗi tháng, đúng không ạ? À, thứ tuyệt vời không các anh chị? À, ai tuyệt vời đúng không các anh? Nào, hello! Oh, yes! Yes! Okay, tuyệt vời. Cảm ơn anh Đoàn cho em chia sẻ. Cảm ơn nhà đã nghe. Ok, cảm ơn một thủ lĩnh tương lai. Ok, giờ chúng ta lại tiếp tục đi tiếp cái phần trong cái phần sách này. Tiếp theo đó là kế hoạch 5 năm. Mọi người thường hỏi tôi tại sao là kế hoạch 5 năm và đâu là lý do. Cái lý do thứ nhất phải mất nhiều năm Startbook mới hình thành. Cũng phải mất nhiều năm McDonald mới ra đời. Và cũng phải cần rất nhiều năm để Surly trở thành một gã khổng lồ trong ngành giải trí. Nói cách khác, phải mất nhiều năm để xây dựng những cái công ty lớn và trở thành những nhà lãnh đạo tài ba. Hầu hết mọi người không nghĩ đến con số hàng năm mà thường nghĩ đến sự tưởng thưởng ngay lập tức và sự giàu có nhanh chóng. Đó là lý do tại sao có rất ít người trong nhóm phần tư C hầu hết đều muốn có nhiều tiền nhưng lại không sẵn sàng đầu tư thời gian. Như đề cập ở trên, học là một quá trình thể chất và giáo dục thể chất thì thường mất nhiều thời gian hơn. Ví dụ như bạn có thể quyết định học chạy xe đạp nhưng quá trình giáo dục thể chất có thể sẽ lâu hơn là quyết định lý trí muốn học đi xe đạp. Nhưng có một tin tốt là một khi bạn đã học thành công quá trình thể chất, nói chung bạn sẽ học được một cái gì đó mãi mãi. Cái lý do thứ hai, mặt khác quên đi những cái mình từng biết cũng là một quá trình thể chất. Có một cái câu nói, bạn không thể dạy một con chó già những trò mới. May thay chúng ta là con người chứ không phải là những chú chó. Tuy nhiên câu nói trên có lý ở chỗ khi càng già rất khó quên đi những cái điều mà chúng ta đã học nhiều năm. Một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi thuộc nhóm phần tư L và T là vì họ cảm thấy an toàn và dễ thở hơn khi ở đó. Mà xét cho cùng thì họ đã bỏ ra nhiều năm trời học cách trở thành những thành viên của nhóm. Vì thế, nhiều người bỏ cuộc và quay trở lại cũng bởi vì ở đây thoải mái hơn, mặc dù sự thoải mái này thường kết thúc không tốt đẹp gì. Hãy dành thời gian cho cả việc học tập, quên và học. Đối với nhiều người, cái phần khó nhất trong cái việc chuyển từ bên trái sang bên phải của kim tứ đồ chính là việc tập quên đi những quan điểm của nhóm phần tư N và T. Và một khi có thể quên đi những cái điều đã học, tôi nghĩ sự thay đổi diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cái lý do thứ ba, tất cả những cái con sâu bướm đều xây tổ kén thường trước khi hóa bướm. Trường dạy lái máy bay
là tổ kén của tôi. Khi vào trường, tôi là một sinh viên tốt nghiệp đại học, và khi ra trường, tôi lại là một phi công sẵn sàng ra chiến trường. Nếu lúc đó tôi đi học ở trường bay dân sự, có lẽ tôi đã không sẵn sàng cho cuộc chiến, mặc dù tôi cũng là một phi công. Những điều mà phi công quân sự học khác xa những gì phi công dân sự học. Những kỹ năng khác nhau, mức độ huấn luyện chuyên sâu khác nhau và thực tế phải trải qua. Phải mất đến 2 năm tôi mới qua được cái chương trình học bay ở căn cứ ở Florida. Tôi nhận được máy bay thực tập, có nghĩa là tôi trở thành một phi công và được chuyển đến khóa học bay chuyên sâu và tại khu đóng quân Fullerton, California. Khóa huấn luyện càng leo thang về cái mức độ chuyên sâu, chúng tôi phải bay liên tục trong những cái điều kiện khắc nghiệt, thách thức cả về trí óc, thể lực, xúc cảm và tinh thần. Một lần nữa lại 4 điểm thuộc kim tứ tứ tác học tập. Khoảng 8 tháng sau khi tham gia chương trình tại khu đóng quân Phantom, có điều gì đó đã thay đổi trong tôi. Trong suốt hành trình huấn luyện bay, tôi đã trở thành một phi công thực sự. Ngay tại thời điểm đó, tôi bay với tất cả trí óc, xúc cảm và thể chất. Một vài người gọi đó là bay một cách máy móc, và cũng chính trong một lần thực tập thực hiện những cái sứ mệnh, tôi đã thay đổi hoàn toàn về tinh thần. Sứ mệnh đó căng thẳng và kinh hoàng đến độ tất cả cái sự hồ nghi và nỗi lo sợ vốn có đột nhiên biến tan. Thay vào đó là ý chí con người dâng tràn. Bay đã trở thành một phần trong tôi. Tôi cảm thấy bình yên và an bình như ở nhà ngay trong máy bay. Máy bay đã trở thành một phần của tôi. Không phải là tôi không sợ, nhưng thực sự tự tin trong tôi lớn hơn cả những nỗi sợ hãi. Và nền giáo dục đã làm thay đổi đời người. Tương tự như thế có thể tìm thấy trong những công ty kinh doanh, tiếp thị mạng lưới. Quá trình trở thành một doanh nhân và nhà đầu tư cũng đi theo cái quy trình như việc trở thành một phi công. Phải thất bại đến 2 lần tôi mới tìm thấy tinh thần của mình, tinh thần của doanh nhân. Chính tinh thần này đã giúp tôi trụ lại trong cái phần tư C, chủ doanh nghiệp lớn, và D, người đầu tư, dù cho nó có khó khăn đến mức nào, và giữ cho tôi không quay lại tổ ấm an toàn và thoải mái của phần tư L, người làm công, và T, và người làm tư. Thú thật, tôi phải mất đến 15 năm mới có được sự tự tin và để cảm thấy thoải mái ở trong phần tư C. Tôi vẫn áp dụng cái kế hoạch 5 năm. Khi quyết định học một điều gì mới, ví dụ như đầu tư vào bất động sản, tôi đã phải bỏ ra 5 năm để học hỏi. Khi muốn học cách đầu tư chứng khoán, tôi cũng phải mất 5 năm để tìm hiểu. Nhưng người đầu tư chỉ một lần thua một vài đô la rồi bỏ cuộc, chỉ sau sai sót đầu tiên đã khiến họ không thể rút ra được cái bài học gì. Người cha giàu thường dạy tôi, một người thắng cuộc thật sự là người hiểu rõ được rõ thất bại và một phần của quá trình thành công. Chỉ có những người thất bại trong cuộc sống mới nghĩ người chiến thắng, người thắng cuộc không bao giờ thất bại. Người thất bại là người chỉ mơ tưởng đến việc thắng cuộc và làm tất cả mọi thứ để tránh mắc sai lầm. Đến bây giờ tôi vẫn cho mình 5 năm để phạm càng nhiều sai lầm càng tốt. Làm vậy vì tôi biết chắc rằng càng phạm nhiều sai lầm, phạm nhiều lỗi, tôi lại càng trở nên khôn ngoan và thận trọng hơn trong vòng 5 năm tới. Nếu không phạm lỗi gì trong 5 năm, chắc chắn tôi sẽ không khôn ngoan hơn so với 5 năm trước, tôi chỉ có già hơn 5 tuổi mà thôi. Cuộc hành trình của tôi trong phần tư C và D vẫn chưa kết thúc. Về phần mình, mặc dù đã trong hành trình này nhiều năm, nhưng tôi vẫn còn nhiều thứ để học hỏi. Có lẽ tôi sẽ vẫn mãi đi suốt hành trình này cho đến hết đời. Điều rất hay ở đây là tôi càng học nhiều, tôi càng kiếm được nhiều tiền, và càng nhiều là càng làm việc ít đi. Nếu bạn và các bạn của bạn nghĩ đến việc bắt tay vào kinh doanh tiếp thị mạng lưới và hy vọng sẽ kiếm được tiền ngay tức khắc, thì các bạn vẫn chỉ mang một cái tư duy như những người thuộc phần tư N và T mà thôi. Một số người thuộc phần tư L và T chỉ chăm chăm vào việc làm giàu nhanh chóng nhờ những mánh khóe, những mưu đồ bất lương. Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc bắt đầu sự nghiệp riêng, tôi xin nói trước với bạn rằng bạn cần ít nhất 5 năm để học hỏi, phát triển, thay đổi những giá trị cơ bản và gặp gỡ những cái con người mới. Theo tôi, những cái thay đổi quan trọng hơn cả việc kiếm được vài đồng đô la. Nói tóm lại, cái điểm mạnh của kinh doanh tiếp thị mạng lưới không chỉ đem lại một nền giáo dục tuyệt vời, mà nó còn cho bạn một thế giới bạn bè mới, những người bạn sẽ cùng đi chung một hướng và cùng chia sẻ những cái giá trị cơ bản với bạn.
đối với tôi thứ tình bạn đó là vô giá trị. Tôi biết rằng tôi sẽ không đi hết cái cuộc hành trình này nếu như tôi không gặp được những người bạn tuyệt vời trên suốt đường đi. Tại bút, nếu bạn sử dụng kim tứ đồ để giải thích, tôi sẽ rất biết ơn bạn. Bạn ghi nhận người cha giàu của tôi trong việc đưa ra một sự giải thích đơn giản cho bốn loại người khác nhau trong thế giới tiền bạc, kinh doanh và cuộc sống. Nhiều năm, kim tứ đồ đã chỉ cho tôi con đường bước vào thế giới mà người cha nghèo không biết đến sự tồn tại đó. Hy vọng kim tứ đồ sẽ giúp bạn như thế. Bạn bè và gia đình bạn thuộc các phật tử nào? Trước khi qua chân tiếp theo, có lẽ là bạn nên dành một chút thời gian để đánh giá những người thân yêu nhất của bạn thuộc nhóm phật tử nào, những cái đối tượng như là bố mẹ, bạn đời, anh trai em trai, liệt kê chị gái này, bạn bè này, và bạn đang thuộc cái phần tư nào hiện tại và trong tương lai. Đây là một cái bài tập, đúng không ạ? Chúng ta có thể làm theo trong sách. Cái phần tư hiện tại và phần tư tương lai, kế hoạch của bạn khi muốn chuyển sang phần tư khác, làm cách nào để đạt được cái giá trị của sự giáo dục, kinh doanh và sự nghiệp thay đổi trong những giá trị cốt lõi. Ok. Cái chương này thì là ok, chúng ta đã đọc xong. Và ở trong cái cuốn sách này, ở đây đó là một cái làm gì, có tác giả làm bất kể cái điều gì, tác giả đều có một cái kế hoạch 5 năm từ bất động sản, chứng khoán cho đến kinh doanh thương mại, đúng không ạ? Mà thậm chí ở ngoài đời thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là có nhiều lúc chúng ta đi học một cái tấm bằng đại học là cũng phải 5 năm. Đấy, và khi mà bước sang cái ngành kinh doanh này thì có rất là nhiều công ty, rất là nhiều những cái bạn mà làm bên chứng khoán hoặc là forex này, rất là nhiều. Và có một cái tư tưởng là chúng ta làm giàu rất là nhanh, đầu tư tiền là chúng ta làm giàu rất là nhanh, và rất là nhiều người là vỡ mộng rồi, đúng không ạ? Mà thậm chí là trong cái 5 năm này chúng ta vừa học vừa làm thì chúng ta sẽ càng rút được nhiều, rất là nhiều kinh nghiệm, và tác giả lại càng muốn mình gặp những sai lầm để mình càng trở nên khôn ngoan hơn. Ở đây là có những con người mà đã trải qua cái ngành kinh doanh này 5 năm, thì chắc chắn là không ai ở đây nhiều hơn 5 năm. Ở đây là có thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Tiến Hình, đúng không ạ? Anh ấy là trong 5 năm mà đến được một cái danh hiệu vô cùng là tuyệt vời như thế này. Dạ vâng, chúng ta có thể chia sẻ đôi dòng chia sẻ về cái kế hoạch 5 năm này ở trong này. Các bạn nghĩ sao khi mà một công việc kinh doanh cho mạng mà chúng ta cần phải có nhiều thời gian, mà cần nhiều sai lầm mới thành công được như này? Tôi. Dạ vâng, xin mời Kim Anh. Xin chào ạ, hai thủ lĩnh vào quốc gia. Xin chào, cảm ơn leader Vũ Đoàn lại cho Hạnh được chia sẻ. Xin chào tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom. Cái điều này là cái điều mà hôm nay được nghe cái chương sách này thật sự là giá trị, và Hạnh phát hiện ra là tại sao chính bản thân mình cũng như tất cả các anh em, rất nhiều những anh em gọi là doanh nhân áo vải, nghĩa là mọi người đến với cái network marketing bằng một cái chưa hiểu về kim tứ đồ, và họ đến và họ làm một cách rất là bản năng, giống như Hạnh cũng vậy thôi. Trong thời gian đầu, vài tháng đầu làm việc rất bản năng, chứ chưa có nhiều cái kiến thức về network marketing. Chính vì vậy mà các anh em có biết rằng không thể tuyển được cái góc phần tư của người làm công ăn lương và người làm chủ, đúng không ạ? Bởi vì tại sao? Bởi vì mình không biết phân tích được cái kim tứ đồ này để cho họ bước ra khỏi cái vỏ ốc của họ, và chỉ biết rằng là tôi đang làm một công việc này và vẽ cho họ một cái viễn tưởng tương lai, và đến lúc họ rất là sợ hãi và họ không theo mình được. Họ chỉ cần nghĩ đến thôi, chỉ cần nghe mình nói thôi là tôi đang xây dựng một doanh nghiệp thôi là họ sợ mất rồi. Và mình chưa biết cái cách phân tích cái kim tứ đồ này trước khi mình làm cái việc đấy. Chính vì vậy mà bây giờ hệ thống tầng 1 của Hạnh là chưa có ai làm công ăn lương cả. Cũng một phần là hôm nay nghe chương sách này mới phát hiện ra rằng mình chưa hiểu rõ về kim tứ đồ và chưa nói rõ được cái điều đó trong cái quá trình mình tuyển dụng. Nên là không thể giúp họ đi qua cái vỏ ốc đó. Và khi mà cái chương mà Lead Đầu Đàn có vừa chia sẻ chúng ta, đây chúng ta phải xác định đây là một cái quá trình phát triển trong vòng 5 năm. Và chúng ta phát triển một cái ngôi trường, như em Hải Phạm bảo rằng chúng ta đã chính là xây dựng cái ngôi trường, chính là cái nơi mình làm việc, chính là cái doanh nghiệp mà mình đang xây dựng, chính là cái ngôi trường để cho bản thân mình phát triển. Và cái ngôi trường đó và cái hệ thống đó có phát triển bao nhiêu, nó sẽ tương xứng với cái sự phát triển bản thân của bạn.
Đấy là cái điều mà đặc biệt nhất. Và tại sao mọi người, khi mọi người dừng ở một chỗ, cái hệ thống của mình không phát triển, thì mọi người chỉ cần nhìn ra rằng à, bản thân mình đã phát triển kịp chưa. Bản thân mình chưa lớn thì sẽ cái hệ thống của mình nó sẽ chưa phát triển và chưa tăng lên được. Đó là cái điều mà chúng ta phải xác định lâu dài. Và không anh em nào nghĩ rằng vào đây chỉ vài tháng mà chúng ta lại có một cái thu nhập mà như mong muốn ban đầu là vài chục triệu, vài trăm triệu gì đó. Mà đây là xác định là quá trình chúng ta 5 năm để trưởng thành một con người. À, chắc là một cái con số để cho hiểu rằng để thay đổi một cái tư duy của con người và để chúng ta hoàn thiện bản thân mình để có được cái hệ thống. Thì cái tầm thời gian đấy là cái tầm thời gian chín muồi đúng không ạ? Rồi ạ, em xin cảm ơn thủ lĩnh leader đoàn và cảm ơn các anh chị em đã nghe Hạnh chia sẻ ạ. Dạ vâng, cảm ơn bạn Hạnh đã chia sẻ rất là nhiều. Thật sự là đêm đọc đến cái chương thứ 5 là chúng ta mới biết là cái kim tự đồ. Mà khi chúng ta nghe, chúng ta đi học ở đâu đó rất là nhiều và chúng ta đọc trên Zoom để nói về phân tích về kim tự đồ, chúng ta chỉ biết vậy, đoàn chỉ biết đến vậy thôi. Đó, thật sự hôm nay là đây đó là một cái vũ khí để chúng ta đi tuyển dụng. Khi mà chúng ta am hiểu, mà chúng ta thuộc lòng cái cách chia sẻ về cái kim tự đồ, khi mà nói chuyện để làm sao để một người mà người ta đang có cái tư duy từ bên trái, đúng không ạ? Để làm sao người ta hiểu được cái tư duy về bên phải. Đấy, sau đó chúng ta phân tích về ngành nghề của chúng ta rất là nhiều. Nó cần một cái cách đơn giản nữa là chúng ta nhiều lúc cũng phải hiểu trong cái ngành nghề này cũng phải là một quá trình, chứ không phải là một cái gì mà chúng ta vào ngay lập tức mà chúng ta kiếm được mấy trăm triệu ngay lập tức. Đó là một cái có một cái giá trị ở trong cái cuốn sách này. Dạ vâng, xin một chia sẻ nữa để chúng ta kết thúc buổi đọc sách ạ. Xin mời Bùi Đức Tuấn. Okay. Vâng. Xin chào hai thủ lĩnh và cô Giang. Xin chào tất cả cô chú anh em nhân dung. Qua cái chương 5 này thì như phần chia sẻ của bạn Phạm Hải và bạn Kim Mạnh thì chúng ta thấy biết là cái tất cả những người mà họ chưa thay đổi được cái tư duy là làm công sang làm chủ, bởi vì họ vẫn cứ nghĩ là cái công việc kinh doanh hay đi làm công ấy là cái công việc ổn định. Thế nên là họ vô hình chung họ không biết là họ đang làm công trong cái, và cái thu nhập của họ là trong cái vòng trượt chạy, đúng không ạ? Cứ đầu tháng đi làm, cuối tháng đi lương, đầu tháng đi làm, cuối tháng đi lương, và cái vòng tròn này nó cứ liên tục như vậy. Và họ nghĩ như thế là ổn định. Thế nhưng mà họ không hiểu là nếu mà tư duy không thay đổi thì có nghĩa là chúng ta đang đang làm nô lệ cho đồng tiền, đúng không ạ? Và chỉ khi nào mà họ biết là cái kim tự đồ này, họ biết thế nào để làm thế nào để dịch chuyển từ bên cái trái kim tự đồ là làm công và tự làm sang cái bên phải kim tự đồ là làm chủ và kênh đầu tư, thì khi mà chúng ta nắm vững được cái sức mạnh của cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể dịch chuyển được, thì nhiều người họ không biết có cái công cụ nào để họ dịch chuyển sang cái từ bên trái kim tự đồ sang bên phải kim tự đồ. Và MLM là một cái ngành mà có thể là giúp cho những người yếu thế nhất, những người không có tiền, những người không có mối quan hệ, những người không có trình độ, họ không có bằng cấp, họ cũng có thể dịch chuyển sang. Thì đấy là cái khi mà hiểu được sức mạnh của kim tự đồ thì chúng ta mới thấy là chúng ta có thể phân tích được cho những cái người mà họ đang có tư duy gọi là ổn định ấy, để họ thấy được cái sức mạnh của cái network marketing. Vâng. Và một cái nữa là nhưng mà người vẫn biết là nhiều người vào đây họ đang có, kể cả những chủ doanh nghiệp, nếu mà họ không hiểu được kim tự đồ và họ vẫn cứ nghĩ là vào đây là ăn xổi, có nghĩa là tôi ở ngoài truyền thống tôi đã có thu nhập, tôi đã từng có những thu nhập như thế này và tôi vào đây tôi phải có thu nhập tương đương như vậy, thế thì những người đấy họ vào đây họ rất khó thành công, đúng không ạ? Bởi vì họ không hiểu được cái vào đây nó là một cả quá trình. Ví dụ anh chị em nghe rất nhiều lần phân tích về cái giữa tiền và thời gian trong cái lĩnh vực kinh doanh thương mại. Đầu tiên thì chúng ta phải mất rất nhiều thời gian ở đây là gì ạ? Thời gian là lên học tập, thời gian ở đây phát triển cái con người, phát triển cái thế giới bên trong của chúng ta. Đấy thì gọi là tầm người ngang tầm tiền ấy. Tiền
Tầm tiến tầm tiến thì tiền tới đấy. Đấy, anh Đoàn có thể chia sẻ cái năm năm anh Đoàn, năm 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 ô đấy. Cái này là thủ lĩnh vàng quốc gia đang vẽ. À vâng anh Vinh ạ. Dạ vâng. Đây anh chị em mình dùng cái sơ đồ này ạ. Thì cái sơ đồ trên là thời gian, còn sơ đồ trên là thời gian, sơ đồ dưới là tiền đấy ạ. Thì thời gian đầu, những năm đầu tiên ấy, như anh chị đang ở mức K3, K4, K5, K6 thì tiền thì rất là ít nhưng mà thời gian rất là nhiều. Chúng ta tập trung vào thời gian để học tập này, thời gian để tuyển dụng này. Đó, thì nó rất mất rất nhiều thời gian của chúng ta, nhưng tiền thì rất ít ạ. Và nhiều anh chị là gọi là không vượt qua cái giai đoạn tuần trăng mật của kinh doanh nhà mạng, đó là từ 6 tháng đến 1 năm và bỏ cuộc. Thế thì bỏ cuộc thì không có chuyện gì xảy ra đúng không ạ? Thế còn thì chúng ta cứ nhìn vào cái sơ đồ này thì chúng ta thấy là vâng, cái thủ lĩnh đang vẽ là cái thời gian là 6 tháng đến 1 năm là cái thời gian tuần trăng mật của kinh doanh nhà mạng. Anh chị em nào mà vượt qua được cái giai đoạn này thì chắc chắn sẽ trụ lại. Bởi vì lúc đó chúng ta bắt đầu có một thu nhập và chúng ta bắt đầu có đội nhóm. Thế còn thì đó, thời gian rất là nhiều đúng không ạ? Tiền thì rất là ít. Nhưng anh chị em cứ hình dung là nó sẽ tỷ lệ nghịch theo thời gian. Thời gian những năm tiếp theo thì thời gian ít đi và tiền tăng lên. Đấy ạ. Và đến cái nước thang, đến cái năm thứ 3, thứ 4 hoặc là năm thứ tư, năm thứ năm thì tiền rất nhiều nhưng thời gian rất ít ạ. Ví dụ như là thủ lĩnh vàng quốc gia bây giờ thì thủ lĩnh đã có một cái hệ thống rất là lớn rồi, đến hơn 70.000 con người rồi. Thế thì thời gian của thủ lĩnh bây giờ thủ lĩnh chỉ tập trung vào cho việc học rồi đi học thêm để nâng cao phát triển bản thân, rồi dành thời gian để cho những cái kênh đầu tư. Và như thủ lĩnh quốc tế Trung Anh Cường thì bây giờ anh dành thời gian để đi học hát, học đàn, học những môn bóng bàn, học thể thao đúng không ạ? Mà thời gian dành cho hệ thống thì anh chỉ dành rất là ít nhưng mà lại thu nhập thì càng ngày càng cao. Thì đấy là cái anh chị em xác định là làm với network marketing thì anh chị em cũng giống như là đi học đại học thì phải mất thời gian là ít nhất là 5 năm để chúng ta trưởng thành và chúng ta thành công, gọi là có thành tựu. Thì đấy là cái chia sẻ của Tuấn trong cái Tuấn cảm nhận trong cái chương sách này. Và cảm ơn thủ lĩnh đã cho tôi chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Tôi xin hết ạ. Ok, cảm ơn bạn Bùi Đức Tuấn đã chia sẻ những kiến thức vô cùng là tuyệt vời. Ok, hôm nay thời gian của chúng ta đã